nay trạm Trần Anh bãi biển bãi tắm C có nhận được một bé trai khoảng 3 tuổi nằm nhờ cháu học cùng cha mẹ cần phải buộc đôi dây chuyền vàng và mong rằng người nhà của cháu đi vãi người đâu mà đông thế, đi khủng khiếp. Đông lắm.